sau này là ông sẽ phải sau này ông sẽ còn san thêm quá, san thêm để cho nó rộng ra. Đấy, ở đây là trong lúc mà quá trình đang làm của bác nó sẽ hơi là bờ bộn một chút, hơi lem nhem một chút của bác. Ở đây thì bây giờ hiện tại là nó đã sạch sẽ rồi, nó không có dính một chút là cái những cái keo xi mà nó bắn lên cả các bác ạ. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay cháu được tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác để cập nhật cái tiến độ là làm nhà hai ông cháu là như thế nào rồi, và mấy anh em thợ đã hoàn thiện phần nào rồi cho tất cả các bác cô chú anh chị, và đặc biệt mạnh thường quân ở trên kênh là cũng biết. Ở bên ngoài hiện tại là đang mưa khá là nhiều của bác, không biết là ở dưới xuôi các bác thì liệu là có mưa như thế này không các bác. Nhưng mà chúng tôi cũng theo dõi được một số điểm, một số tin tức ở trên thật sự thì cũng có nghe nói rằng là một số nơi như Phú Thọ này, Lào Cai này và Yên Bái này thì có bị ngập rất là nhiều các bác. Ở trên cháu được thì không bị ngập, nhưng mà tuy nhiên thì là bị sạt lở rất là nhiều các bác ạ. Ở thời gian này đi thì đi đâu thì không thể thiếu được là những cái bộ áo mưa cả. Ủa? Biết rằng là thời tiết đang không ủng hộ rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là mấy anh em thợ vẫn cố gắng để mà hoàn thiện là cái phần ở bên trong nhà của bác ạ. Trong nhà hiện tại đang còn khá là nhiều cái công việc là cần phải làm. Thời gian này thì mấy anh em thợ đang đi vào và ốp lát đấy, còn hôm nay có được đi xuống thì cũng chỉ cập nhật là cái tiến độ mà mấy anh em thợ là ốp lát cho tất cả các bác là cùng biết thôi đấy. Còn và đi ra kia mua thêm một số đồ để cho mấy em nó thợ nữa. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video của bác nhé, và cùng cháu Lực đi xuống nhà và cháu xem là mấy em thợ đã hoàn thiện là tới đâu rồi. Anh Hương ơi, anh Hương ơi, chị ơi, nhà mình có cái lưới cắt sắt kia không? À, cắt đá kia không? Chị lấy cho em một cái. Nhưng mà có biết cái nào đây? Vâng, cắt gạch kia. Cái này á? Cái này có to quá không? Bao tiền một cái này chị? 7.000 cái này á? Xin chào. Điện cho anh thợ xem là đấy loại bao nhiêu tiền đó. Hôm nọ em còn nợ đấy 3 tiếng nhỉ? Anh tính của em xong em gửi luôn. Mưa quá thì lại khó khăn anh ạ. Mưa à? Lấy loại bao tiền anh? Có mỗi loại này thôi, còn khác không có đâu. 70.000 đấy. Vâng vâng. Có hôm nọ nữa em bao tiền anh nhỉ? Nọ là còn mua những cái túi outfit là còn nợ của bác ạ. Ê, hôm nay thì phải ra giảm nợ đấy. Để anh xem cho nhé. Hai túi vít 7 nha nhỉ. Đấy luôn, không tôi gửi không gửi được bằng cái gì đâu. Thôi, để gửi luôn đi anh. Gửi luôn à? Vâng. Hôm nọ là một lạng đinh đóng tường ấy. Có không nhỉ? Có thì có đây một lạng. 180 cả cái này nữa. Không, cái này 70.000 nữa. 180 là 250. 260 à? Đây đâu kìa. Này còn cầm theo đúng 300.000 luôn. Để anh xin nhé. Đây rồi đây tiền này. Đi bộ phải tầm độ ít nhất phải 1 tiếng đồng hồ đấy anh ạ. Xe em để ngay trên này thôi mà. 1 tiếng á? Vâng. Để anh thử được, anh cho anh chờ. Xe em để ngay trên này, em xin nhé. Chào anh. Thôi mưa gió cái này đi chứ. Vâng, thì mưa thì hoàn thiện là phần là bên ngoài thôi chứ anh ấy, chứ không thể mà làm được bên trong nhà chứ. Ra hôm nào em phải lấy ra đấy lấy ống, ra đây lấy ống thêm. 7 phút được tiếp có chưa? 7 phút thì chưa làm. Mày thật rẻ chứ.
tương đối là khá là nhiều rồi. Đường này người ta cũng đang thi công, các bác thực ra là mới á, kiểu là mới thì ra là thế nào.
xe máy thì hiện tại là chỉ có để được là vào chỗ này thôi các bác ạ, không thể mà đi được đi xuống dưới nữa. Gió thổi rất là ghê. Hôm qua thì còn thời tiết còn nắng một chút cô bác, chứ hôm nay là thời tiết là mưa nhiều quá rồi. Và cái quãng đường này cũng hơi khá là xa cô bác ạ, chắc là cháu được cũng xin phép là đi xuống nhà của hai ông cháu được thế. Thả cái hình sau vậy. Trước kia thì cũng có một số cô bác cũng có nói với cháu Đức, cái cô bác ý kiến khán giả thì các bác mong muốn là giúp cho hai ông cháu đi vào những cái mặt đường thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái công việc mà ông đi lại, hay là những công việc mà cháu Đức vận chuyển vật liệu các bác, nó dễ dàng hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà ở đây là cháu Đức tính cho ông là nếu như bây giờ hoàn toàn là cái phần ruộng nương của ông ấy là ông không thể bỏ được, bà con ở trên vùng cao thì sinh sống bằng cái nghề đấy cả, cái nghề làm ruộng làm nương cả. Không, có một số cô bác nói rằng là mở quán tạp hóa đấy, nhưng mà liệu mà mở quán tạp hóa xong thì không biết ông có duy trì được không, có bán được không, thì điều đấy mới là điều quan trọng nữa. Nếu như không, có một số khán giả nói rằng buổi tối thì cho ông lên trên đấy ngủ, xong là buổi sáng ông lại lên trên này làm. Nhưng các bác tính rằng là cái quãng đường từ trên này xuống là di chuyển là mất 1 tiếng rồi các bác ạ, cả đi cả về là mất là 2 tiếng. Chỗ này bị sạt mất rồi, thành ra là đi khó quá, không biết là đòi hỏi là đi đường nào đây. Đường này cũng không được, bắt buộc là phải sau một cái thời gian mà xuống núi thì hiện tại là cháu Đức đã gần đến nhà của hai ông cháu rồi các bác. Thì trước khi mà đến nhà hai ông cháu thì một người bạn rất là thân quen với lại hai ông cháu lúc nào cũng luôn luôn là dự bên đây mà chào hỏi trước các bác ạ. Nào đừng có yêu thương, không cắn một cái nhá. Rồi đi khi mà mình đã đối xử với tốt với lại là một cái không phải là riêng con người cả, kể cả con vật cũng thế, lúc nào cũng luôn luôn là như kiểu là sự dành sự quý mến cho nhau quá. Lại tiếp tục là có thêm một anh bạn nữa. Thực hiện là 10 thực ra là đi đâu cũng rất là khó các bác ạ. Xung quanh nhà thì là mưa các bác ơi, thực ra là nó bị giò nước từ bên kia ra một chút này. Thế đó. Thế vừa rồi thì ông bảo là đi hót thêm một chút đất về để mà đắp thêm cái số ông vừa mới kè này cô bác này, cho nó cao lên. Đấy, đá thì ông tự đi lấy về, còn là xi thì ông lấy ở đây cô bác ạ, để mà ông làm. Mạnh đi học chưa về không? Chưa về.
Đấy, đằng sau này thì là hiện tại cháu Lực đang đứng như các bác này thì nó có cái độ mà che trên phần mái hiên thì là không sao cả. Đây là sau này là ông sẽ phải sau này ông sẽ còn là san thêm nữa, san thêm để cho nó rộng ra. Thì đất của nhà ông thì hoàn toàn là nó thuộc dạng là đất cát của bác ạ, thành ra là nó rất là nếu mà có mưa về nó rất là hay bị trôi ấy. Cắt đây. Thế hôm nay là một mình ông khác làm kẻ dưới này à? Vâng. Xe này xăm nó mới. Xe này như kiểu nó thủng lốp hay sao rồi ông ạ? Thủng lốp rồi, vâng. Xăm trong nó rồi. Và bơm có. Vâng. Căng có nó mới đi. Xe của ông thì nó bị thủng xăm rồi các bác, thành ra là đẩy rất là nặng. Hiện tại mấy anh em thợ thì vẫn đang công việc là ốp gạch ở trong kia một tí nữa. Có được cái cùng ông làm mấy thêm một tí nữa thì sẽ di chuyển sang kia để mà xem là cái công việc của hôm nay mấy anh em đội thợ làm, cũng như là chia sẻ đến cho các bác biết là mấy anh em đội thợ hôm nay là làm những công việc gì các bác nhé. Đã hoàn thiện là những cái phần nào rồi. Ê, ông nghỉ tay chào tất cả các ông con bà một con nào. Vâng, chào các em các chị nha. Ê, ông thì buổi sáng nay ông đeo bao tay này nhưng mà làm xong bị rách hả ông? Vâng. À, thế là lúc mà cháu xuống ghi hình thì ông đang là chưa đeo đúng không? Chưa đeo. Đeo. Cái này là mày nữa ông phải san san từ chỗ kia xuống đấy ông ạ. Khi đó về san. Vâng. Trông không? Vâng. Đấy, sau này là những cái phần hoàn thiện ở bên ngoài đấy các bác. Nếu như mà không có thêm là kinh phí ấy, thì ông sẽ khác đi lấy đá về để mà kè xung quanh nhà cho nó chắc chắn một chút, chắc chắn hơn. Đấy, thì cũng như là đảm bảo cho ông thôi. Này thì tuy nhiên là hiện tại là cái phần nền nhà của các bác này thì cháu Lực cũng đã đào được đâu đó là tầm độ 3 tháng rồi, nhưng mà đến cái điểm hiện tại thì nó chỉ bị là bị khi mà mưa nó bị xói mòn vào trong thôi, nó không bị hiện tượng là bị dạn nứt hay là bị sạt cả. Tất cả cái xung quanh nhà thì cháu Lực đã cùng ông là đi khảo sát và xem nó đó, xem là nó có bị nứt ở đâu không đấy các bác. Sau này mà ông kè tận bên này sang nữa, cái phần dưới kia thì trước ông đã kè là một lớp rồi các bác nhé, đâu đó là tầm độ là được tầm 1 mét rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là không có đá nên là không có kè được từ dưới kia lên nữa, nhưng mà ở đây là vẫn đang kè này các bác này. Đây, phía ở đằng kia nữa, sau này nếu mà ông kè thì chỗ tay chỗ lực chỉ ra bên kia các bác nhé. Ra bên kia thì nhà ông cũng có một khoảng sân rất là rộng thêm nữa. Còn đấy ông hứa được chưa? Không được cô, nhưng không có gì trống này. Lúc nào mà kệ nó, lúc nào lấy hết pro ra đó. Dù cái này. Lúc đầu thì định là tận dụng nếu mà không bị sạt lên này của bác này, và không bị xói mòn ở đây này, thì là ở trên này thì cháu Lực sẽ tận dụng lại để mà cho ông để làm kho cho ông để cuốc này, để xẻng này, cũng như là để cái đồ đạc ở trên đấy, nhưng mà cái này thì bây sau này là phải gỡ ra rồi các bác. Vì là cái nước này nó không ngờ như nó bị xói mòn đấy. Hót ra là kiểu là toàn cắt này các bác ơi, chả mấy nhìn thấy như kiểu là không phải là đất một tí nào.
Cái đất này bây giờ mà xúc ra để mà đi đổ cái chỗ nước các bạn lấy được cát hay không nhỉ? Vâng. Mạnh nếu mà ở trong trường của bác này một tuần thì mới về một lần đấy thì ông sẽ phải là đối mặt với lại cái sự mà coi như là vắng mặt của người cháu mình. Thời gian vừa rồi thì trong 6 năm qua ấy, bác, thì ông đi đâu là đều Mạnh đi theo đấy cả. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại ấy, Mạnh là đến tuổi học cho nên là mình bắt buộc là Mạnh phải rời xa Mạnh, rời xa ông để mà một cái cuộc sống mà tự lập cho Mạnh. Ở đây thì thời trước của bác cháu Lực đi học ấy thì cũng như Mạnh bây giờ cả, nhưng mà mỗi tội là cháu Lực không, cháu Lực là còn là bố còn mẹ cho nên là không có tuổi mấy như như Mạnh thì chỉ còn ông thôi. Đây là ông đắp cao lên, đắp cao cho nó bằng bên kia không nhỉ? Wow. Còn lớp bê thì được rồi, nhưng mà đây còn hót xuống. Cái đất cứng của nó của bác nhá là đến cái chỗ phần bánh xe kìa. Đấy, còn là xuống dưới thì nó là cái đất mượn thôi. Nhưng mà diện tích sân là ở phía bên ngoài bên kia thì nó sẽ rộng rãi hơn. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà không có đủ thêm mà kinh phí đấy các bác thì chỉ có hoàn thiện là cái phần ốp lát với lại là xây gạch thôi. Đấy, còn về cái phần cửa của bác này thì cháu Lực vẫn chưa đủ kinh phí để mà làm được. Vì kinh phí của nhà ông thì vẫn còn là thiếu khá là nhiều. Rồi ở đây thì ông kè bằng đá đâu cô bác ạ, đây ấy. Chứ không phải là đổ bằng bê tông tươi. Nếu mà kè bằng bê tông tươi có sắt vào thì nó sẽ chắc hơn. Nhưng mà cái này thì cũng là một cái đối với lại là bà con trên vùng cao người ta biết một cái cách xếp đá này của bác này rất là chắc chắn. Tranh thủ là lúc mà mưa một chút thì là làm ở phía bên ngoài, còn hiện tại mưa thì vẫn đang là mưa phùn của bác ạ. Đây để cho ông làm ở phía bên này thì cho nước sẽ đi vào và xem là cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay của bác nhé. Ôi, chào anh Phóng nhá, đang làm gì đây anh? Đang tháo cái máy kia đây à? Thay lưới rồi anh. Cái này là cái để mà làm cái xi keo của bác nhé, xi keo để mà ốp này. Đây ở đây thì sẽ có gạch thì người ta sẽ rất là nhiều những cái phương thức mà người ta ốp gạch của bác ạ. Có thể là người ta ốp xi keo là bằng trắng cũng có. Xi keo trắng thì nó sẽ không có bẩn, nó không có bẩn như xi keo xi này của bác này. Thank you.
đi vào cái phần lát ở bên phía phòng khách của các bác ở đây thì chắc là có thể là chỉ có lát được tầm 2 viên thôi. Còn là đi phần dưới này thì là chưa thể lát vội được. Mấy nữa là còn làm cái bàn thái ở phía bên đây các bác. Cái đang làm thì mấy nhân thợ là làm cái đông rồi, mấy nhân thợ là dùng cắt để mà lâu với những cái vết bẩn, cái vết xi một chút các bác ạ, để cho nó không có bị dính này. Ở đây là trong lúc mà quá trình đang làm các bác, nó sẽ hơi là bờ bộn một chút, hơi lem nhem một chút các bác. Nhưng mà nếu mà sau khi mà hoàn thiện các bác ạ, là sẽ sạch sẽ là như phòng phía bên này các bác này. Vậy đây thì bây giờ hiện tại là nó đã sạch sẽ rồi, nó không có dính một chút là cái những cái keo xi mà nó bắn lên cả các bác ạ. Đấy, ở đây thì nó hiện tại là đang trong cái quá trình mà đi vào làm ấy, thành ra là nó bị khi mà mình lau đấy, lau là nó bị dính cái nước xi các bác, nó sẽ tạo thành một trắng trắng một chút. Đấy, ở bên cái này là cái phần ốp tường các bác ạ, phần ốp tường này cháu được xé cắt cái gạch mà kia ra để mà làm cái gạch này thì là cháu được là làm 15 phân các bác nhé. Trong lúc mà mấy anh em đang đi vào làm thì trong nó sẽ hơi bụi bụi một chút các bác. Làm thì chắc chắn là sẽ phải dọn thôi, nhưng mà ở đây mấy anh em thợ là dọn cùng vào một lúc luôn. Ồ, phòng bên này là cũng ốp từ từ xong hết rồi à anh? Mai đi vào chắt là hoàn thiện phòng này nhỉ? Tí chắt luôn à? Nào một tí nữa các anh sẽ chắt thêm các bác nhé, chắt thêm ở những cái viền này này. Để cho các chú lại các cô là làm công việc ở phía bên này một chút này. Có ai đang cắt gạch của này hơi bụi một chút. Đây, một lúc thì trời bắt đầu là tạnh mưa hơn rồi. Cái này phía ở đây thì sau này ông có kè không? Trong ở dưới đây có đá rồi không? Chưa thu lũ thầu đặt lũ xong đấy, kè chỉ chuyên nó vậy. Ở dưới đây. Cắt lúa xong thì mấy nước ông kè tận dưới kia à? Dưới kia đâu ạ. Xuống rồi. Thôi nếu mà nhưng mà có thêm kinh phí cho các bác thì bắn lên một cái mái hiên ra tận đây độ tầm là 3 đến 4 mét thì khi mà sau này ví dụ như ông gặt lúa hay là ông cấy lúa chẳng hạn các bác, có bạn có hàng xóm là ra hộ ở trong nhà thì ngồi tầm độ 2 mâm thôi thì mình vẫn có thể là ra ngồi ở phía bên này, ra ngồi ở phía bên ngoài được. Ông thì khách thì lâu lâu có một lần thôi chứ ông không có suốt được. Trước kia là cái này là làm chuồng lợn của bác ạ, thành ra là bây giờ nó vẫn còn một chút phân lợn đây này ông nhỉ. Phân lợn thế là mình là bây giờ bắt đầu là học chiều thêm đấy ông nhỉ. Chắc học chiều mà. Vâng, vừa nãy cháu đi xuống thì thấy là có nhiều mấy em nhỏ đang chuẩn bị đi vào trường nữa. Cái đấy ông trồng ở dưới đây luôn ông này, bê trồng bê để đây mấy đứa sống luôn.
trồng chỗ này. Sau này ông đi kiếm quả voi về ông ạ. Ông trồng chỗ này một cái hàng rào đi. Nhà ông nhà. Làm cái hàng rào từ đây ra bên kia, hàng rào bằng quả voi ấy các bác. Ủa đây ông kiến nhỏ này nhiều quá này. Kiến này thì đốt đâu quá. Ở con rết này. Kè một tí là bóng chóc, máy nước là xong không nhờ? Nay là một buổi ông kè, mai thì nếu mà ông kè thì kè bên kia nữa thì là lại dư ra rồi. Ở đằng sau nhà của ông thì nếu mà một sau này một mình ông kè thì chắc là mất đâu đó tầm độ tuần hai tuần thì mới hết được. Mỗi ngày thì mỗi hôm thì ông làm một chút thôi. Phân lợn gần đây nhiều lắm. Hôm nay là vẫn còn là phân lợn hôm nọ là ở đây có chuồng lợn đấy, ông có con gì kia không? Con này con gì đây? Cháu ơi, hai ba con mình ông ạ. Ông cây nó nhiều quá đấy. Nhiều đấy. Cái này con này không ăn được đâu nhỉ? Không được rồi. Con sống rất là gì các bạn? Tí tí cho con gà. Đó. Con gà đi không? Chắt của bác ạ. À, con đi vào và ốp gạch. À, nhưng mà chỉ ốp gạch được là cái phòng ngủ. À, thứ nhất là cái phòng ngủ thứ hai thôi. Và phòng khách thì ốp thêm một chút. Vừa rồi cháu được cũng đã ghi hình cho các bác là cùng biết rồi. Thôi thời tiết bây giờ thì là tạnh mưa hoàn toàn của các bác thời tiết bây giờ ấy. Trời nắng thì lại hoàn thiện thêm là ở phía mặt bên ngoài nữa thì coi như là nhà của anh cháu là đã hoàn thiện ở đâu đó là tầm độ được 80% rồi đó. Trong hiện tại là các chú đang cắt gạch cho nên là rất là bụi của bác ở trong nhà ấy. Thật đó rồi. Dạ. Thật đó. Ô, chỗ này thì chỗ này có việc mình sạc một tí này không ạ? Ừ. Chào đó. Rồi.
chỗ này thì có vẻ như là bị sạt là một chút cô bác ạ. Thế rồi kè dưới đây lên khoảng 1 mét trống đây. Chỗ này ông định kè đâu? Ông cứ dưới thử ruộng. À kè dưới thử ruộng á? Ừ. À, chỗ này thì kè dưới nó trống lên một bực nữa. À, dự định của ông là sẽ kè thành hai bực cô bác ạ. À, ở bên dưới thửa ruộng là một kè lên tầm 1 mét, xong trên này ông kè 1 mét thì cái khoảng sân của ông là sau này nếu mà hoàn thiện ấy là phải nói là cực kỳ là rộng rãi. Việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì tiếp tục và đi vào hoàn thiện, và hoàn thiện tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục cập nhật cho các bác là cùng biết. Đấy, còn về cái ngôi nhà của hai ông cháu ấy, thì cháu Lực rất là mong là sẽ được sự đồng hành của các bác yêu quý và sự trợ giúp của các bác là giúp đỡ là nhiều hơn. Hiện tại thì kinh phí là cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều quá, là còn thiếu tầm độ 40 triệu. 40 triệu này thì trong đó sẽ gồm là tiền làm cửa này, với là tiền là giả thêm là công thợ nữa cô bác ạ. Và cái video này nó cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác, và được cho ông đi làm thêm những công việc khác nữa. Cháu Lực sẽ ra kia để mà phụ giúp cho mấy anh em thợ xem mà làm được những công việc gì không cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác. Cái này thì ông làm gì đây? Cái kè dưới. À lấy kè dưới à? Vâng. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác khán giả nó. Vâng. Chào các em các chị nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.